Recording in progress. Chào mừng các anh chị trong câu lạc bộ trí tuệ ưu tú. Chào mừng các anh chị đang xem livestream này. Chào mừng chúng ta quay trở lại với chuỗi livestream bộ công thức kiến thức hóa tiền bạc cải thiện sức khỏe và mối quan hệ. Thư người đồng hành cùng các anh chị trong buổi livestream này, tôi xin được tự giới thiệu. Thư họ tên đầy đủ là Phạm Nguyễn Minh Thư, là thành viên của câu lạc bộ trí tuệ ưu tú. Chúng ta cùng đợi một vài phút để các anh chị em chia và tham dự với chúng ta các anh chị ha. À, các anh chị hãy tác những người bạn thân của mình, gia đình thân yêu của mình, những người thân quen mà các anh chị biết là họ mong muốn và khao khát tìm thấy con đường thành công giàu có, và hay là chị muốn thay đổi một điều gì đó thì có hãy tác mà ngay vào phần comment của livestream của các anh chị ha. Cảm ơn. Rồi tôi cũng xin một vài phút để tác những người bạn thân yêu của mình. Các chị này chúng ta đã hoàn xong rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau chị thấy trên chị nha. Sau đó anh đi tây và những cái tính chất của anh muốn tham gia chia sẻ với các chị em mong muốn điều gì đó là mình đã bộ muốn hướng dẫn cho các vị biết livestream luôn chị nhớ không ạ? À? Không, qua đó là cái nội dung của ngày hôm qua anh chị mình chưa tham gia được. Hôm qua thì mình phải liên hệ ngay với người bạn của mình hoặc là liên hệ với Thư để mình được xem lại cái buổi chia sẻ. Còn anh chị hôm nay chúng ta tiếp tục thôi. Thì anh chị một chút nói thay sẽ thấy nhiều hơn được chút về cái việc cái livestream, tại vì nó rất là quan trọng các chị nha. À, mình chép xong một chu kỳ với anh chị thì mình sẽ quay lại chép ngày một với anh chị rồi mà bộ công thức là nó là 30 ngày nha, 30 ngày anh chị chép, cho nên là 30 ngày chị chép 30 cái đủ 30 video luôn, 30 ngày của cái
sao mà mình ứng dụng được công thức còn lại cho mà. Thì hơi nhắc lại cho chị nha, khi mà các chị nghe Hương chia sẻ là não của mình á đang dùng để nhớ mình và mình ghi vào trong vở đúng không ạ? Còn bây giờ anh chị tự xét là anh chị nghe doanh nhân Nguyễn Văn Tú nói đúng không? Đúng là anh chị nhớ, anh chị ghi vào vở, nhưng mà anh chị sẽ nhận ra thì sao? Lúc này á anh chị còn động lại cái câu anh chị vừa ghi ra, thì mỗi lần như vậy anh chị sẽ nhớ, gọi là tự học đó anh chị. Còn bây giờ anh chị chỉ nghe doanh nhân Tú hay là nghe tôi chia sẻ thôi, thì nó là của doanh nhân Tú, là của Thư. Anh chị phải dành thời gian để tự phát triển, tự chép, tự xem lại anh chị nha. Và cứ mỗi lần như thế thì sẽ nhận ra được là dần dần thì sẽ thấm hơn anh chị, nhiều cái tư duy hơn, mình thấm nhiều tư duy anh chị nha. Được mà cho chúng ta nhớ rằng là mình đang ở nấc thang thứ hai, sau khi mà mình phát triển mình lên đó, mình lên cái nấc thang 3, 4, 5, 6 thì anh chị gặp cái vấn đề ở nấc thang mà thang ba, thì anh chị sẽ sao ạ, cảm thấy rất là bình thường. Cấp bậc ở đây á, cái nấc thang cái level á anh chị, là cái sự hiểu biết và cũng như là cái level về cái thái độ, cũng như là cái tính cách của anh chị và cái cách mà anh chị ứng xử phản ứng với một cái sự việc, với những cái vấn đề đó được không ạ? Khi đó anh chị sẽ nâng cao lên, và anh chị có nhớ không, khi mà trí sáng thì tâm mới ăn được. Còn chúng ta mà cái level, những cái nhận tự nhận thức rồi cái tính cách của mình đó, cái thái độ của mình đó, cái độ kiên nhẫn và cái tính cách của mình ở bên trong mình anh chị à, nó thường bị điều khiển bởi cảm xúc rất là nhiều. Mà nó đến từ đâu anh chị? Bởi vì chúng ta làm theo bản năng của mình, bản năng của mình anh chị, theo chúng ta làm con người anh chị nha, chúng ta phải có hai phần, một phần con và một phần là người. Nhưng mà đa số chúng ta chiếm ưu thế hơn thôi, và đa số là chúng ta sinh ra và lớn lên, nếu như mà chúng ta không được giáo dục, không được dạy dỗ thì chắc chắn là chúng ta không biết cách đối nhân xử thế, và có khi là ăn uống cũng không biết cách luôn á anh chị nha. Thì đó là do cái phần con của chúng ta không biết anh chị. Mình chỉ làm những cái điều mà phần con của mình nó có thôi, còn cái phần người á, đó chính là cái bản ngã anh chị nha. Và khi mà chúng ta phát triển cái trí tuệ của mình lên là chúng ta sẽ phát triển cái phần bản ngã. Còn nếu mà không anh chị nha, là cái phần bản năng của mình sẽ mạnh hơn. Nên là cái nào á mà họ, cái người nào á mà họ hư tính, họ bốc đồng á anh chị, họ gặp vấn đề là họ cứ ào ào lên, la làng lên, cứ nói làm lớn chuyện lên, thì nó thì thường là gì ạ? Thường là bị chi phối bởi cảm xúc, và cái cảm xúc của chính cảm xúc của mình nó chính là cái phần bản năng của chúng ta. Chúng ta cần phải phát triển những thân của mình lên, gia tăng cái sự hiểu biết để mà mình biết được rằng là đứng trước một cái sự việc nào mà nó chưa dễ dàng, hay là một cái sự việc nào mà va chạm nhẹ thôi, mình không cần phải kiểu là giờ sao không, giờ muốn sao, giờ xin lỗi không, đấy thì như thế là cái sáng nó không sai chăng ở đâu được không ạ? Thì cái đó, cái cấp bậc mà Thư vừa, cái level mà Thư vừa biết cho anh chị ha, là cái sự nhận thức, sự hiểu biết cho anh chị, cũng như là cái tính cách của mình được không ạ? Cái nấc cho anh chị đấy, khi mà sự hiểu biết mình tăng lên, cái chuyện mà cái tư duy, sức mạnh, tính cách của mình, cái thái độ của mình được tăng lên. Còn mỗi khi mà chúng ta gặp cái vấn đề ở 3, 4, 5 ha, thì sẽ là bình thường và chúng ta vượt qua được rất là nhanh, đúng không ạ?
đấy. Nhưng mà một số anh chị hay bảo rằng là ghi chép livestream từng câu từng chữ á, nhưng mà có nhiều anh chị không làm thì cái mức tư duy của những anh chị ở mức số 2 thôi, xong rồi anh chị gặp những cái sự việc ở mức số 3, 4, 5, số 3, số 4, số 5, không các anh chị la làng lên là trời ơi sao chuyện này lại đến với tôi, sao chuyện kia lại đến với tôi, rồi là phải giờ phải là giải quyết cho làm sao, không biết cách giải quyết cho chuyện, không biết cách giải quyết, ngồi đó rồi đổ lỗi rồi trách móc rồi rồi tự nói là ôi tại sao cái gia đình này á lại như thế này thế kia đấy, tôi không có đạt được mục tiêu, không có thành công được á, tại sao lại như vậy. À, tôi cứ mãi khổ như thế này đấy, xong rồi lại đổ thừa cho là sếp của mình, nhân viên của mình à, do chiến lược không đúng nên là tôi không có kết quả, rồi ngồi đó sao ạ, thậm chí là nhảy đành đập lên anh chị như con cá luôn à, hay là như mấy đứa nhỏ vậy đó. Nhưng mà sau khi mà các chị nghĩ xong rồi nha, là mình là mãi xong rồi đó, thì cái câu hỏi đặt ra là có chuyện gì xảy ra với mình không, cái kết quả nó có thay đổi không anh chị? Không, không thay đổi gì luôn, có giải quyết được không ạ? Không giải quyết được gì hết, và mình nhìn thấy là cái kết quả hiện tại y như cái kết quả vừa trước khi mình nhảy trong đó hết anh chị ha, không có gì thay đổi hết, nó chỉ thay đổi khi mình chỉ khi và chỉ khi anh chị lựa chọn sự phát triển ha. Tại vì trên cái hành trình thành công đó, của những cái người họ đã đi qua, các anh chị họ gặp những cái điều mà chắc chắn là các anh chị sẽ gặp được thôi. Cái hành trình họ đi qua như thế nào á thì chắc chắn là mình cũng sẽ đi qua y chang như vậy. Nhưng anh chị à, tại sao họ lại vượt qua được ạ? Bởi vì họ lựa chọn cái sự phát triển bản thân liên tục. Tức là thật ra là gì ạ? Cái việc đó nó trải qua, nó vượt qua được rất là nhanh. Còn nếu mà mình không lựa chọn sự phát triển anh chị, mình cứ nhảy đành đạch á, mình dậy cũng xong rồi á, sao không có cái việc gì xảy ra trên cái hành trình này hết trơn á chị ha. Là tôi mới khuyên các anh chị làm câu lạc bộ của chúng ta, khuyên các anh chị làm cái chat livestream từng câu từng chữ anh chị nha, được không ạ? Các anh chị à, nhanh các anh chị chúng ta hỏi những người bạn của mình anh chị nha, thì ở đây anh chị vào câu lạc bộ mình đều có những người bạn đồng hành đúng không? Đấy, hãy nói chuyện trò chuyện với những người bạn đồng hành của mình để mà mình được hỗ trợ thêm, đúng không ạ? Đấy, nên là chúng ta phải có cái nền tảng chat livestream anh chị nha, có cái bộ livestream gọi là cái cuốn bí kíp thành công, là khi mà anh chị chat livestream là anh chị đang phát triển tư duy của mình lên, nên là mỗi ngày nó rất là nhanh phát triển lên mỗi ngày luôn các anh chị. Tại vì Thư đã các anh chị câu lạc bộ nha, nhóm nhóm thành tố chúng ta đã đọc rất là nhiều và tổng hợp trong ba cái quyển sách cơ bản của câu lạc bộ là gì ạ? Cái mình tỉnh thức, cái mặt tư duy triệu phú và người giàu có nhất Babylon. Tức là cái việc mà chép livestream á, bên cạnh là chúng ta vẫn đọc sách à, nếu như chúng ta thích đọc anh chị nha, chứ không phải là chép livestream xong lại không cần đọc, không, chúng ta cần đọc để ngộ ra anh chị, được không ạ? Nên trên cái hành trình mình đi, mình gặp vấn đề nào á anh chị thì mình cũng không nên tốn thời gian ngồi đó nó đông ngó tay ha, hay là ngồi suy nghĩ rồi đổ lỗi cho người này người kia à. Mình cứ ngồi mình quay cuồng rồi sẽ đến khi phải hỏi anh chị à, anh chị chỉ bước ra thoát ra cái vòng xoáy đó khi và chỉ khi anh chị lựa chọn phát triển và bước qua nó thôi, được không ạ? Nên là chúng ta nhớ rằng phát triển bản thân là một cái điều cực kỳ quan trọng trên cái hành trình anh chị đi đến mục tiêu của mình, được không ạ? À, tức là hiện tại những anh chị nào mà chúng ta có những cái vấn đề trong cuộc sống à, thì chắc chắn là có một cái điều gì đó anh chị không biết, anh chị nhớ nhớ cái đó nha. À, anh chị hãy hay anh chị nào mà gặp vài cái vấn đề nào đó anh chị cảm thấy là không thoải mái, hơi áp lực đó,
Thì đó là một cái dấu hiệu là anh chị đang thiếu một cái gì đó mà anh chị không biết. Và việc của mình là sao ạ? Là phải phát triển bản thân lên, phải tăng cái tư duy của mình lên. À, các anh chị nè, để mà mình đứng cao hơn cái vấn đề mà các anh chị đang gặp phải. Bởi vì sao anh chị? Bởi vì trong cuộc sống của mình á, có rất nhiều cái quy luật, và đôi khi là mình không biết về những cái quy luật đó ha. Và khi anh chị hiểu biết về quy luật đó rồi, anh chị sẽ sống rất là tốt, rất vui vẻ, hạnh phúc luôn. Còn nếu anh chị không hiểu được thì sao? Anh chị vẫn sống được, vẫn ăn uống, vẫn sức khỏe, chỉ có điều là nó không có vui thôi. À, nó không có khỏe tí nào luôn. Giống như là bây giờ hỏi các anh chị nha, theo các anh chị là có những người mà yêu thương mình không ạ? Rồi có những người họ không yêu thương mình không ạ? Mình gọi là fan và anti-fan đó các anh chị, có không anh chị? À, giống như hồi nãy à, chị nhìn tưởng thôi là nói chung là các chị không thể nào mà không có anti-fan các anh chị đâu. Nhưng mà sao mình không cần phải quan tâm các anh chị, mặc dù là à, mình cũng không làm gì người ta, nhưng mà đôi khi người ta nhìn mình đó, người ta thấy mặt thích chị, đơn giản là người ta không thích. À, thì đó là cái góc nhìn của người ta, mình không thể nào thay đổi được các anh chị nha. Là à, các anh chị bây giờ anh chị thử anh chị vẽ cái đường cái nexus đường thứ sáu đi cho anh chị thử vẽ nha. Thứ sáu đầu tư vẽ cái đường đó đi anh chị. Rồi anh chị à, như tôi có biết ở trên đó, đây mình số thì sẽ bảo là à, thì là thứ sáu là không chứ cái tôi đâu mà biết đây. Không hình tròn đâu, thấy cái vòng tròn thôi. Thì rồi thư vẽ số 6 anh chị nha, anh chị đứng trên, anh chị thấy số 9. Nhưng mà người nào đứng dưới thì sẽ nhìn thấy số 6, còn cái người nào đứng ngang thì thấy vòng tròn ha. Đó thì sẽ cãi lại với hai cái người kia. Nhưng mà mặc dù là chưa kịp nói gì luôn, nhưng mà các anh chị ha, có cái trường hợp đó, cái này nó rất là bình thường ha. Mặc dù mình chưa nói gì luôn, nhưng mà có cái trường hợp không có thích mình, anh chị ha. Họ nhìn là họ không thích mình rồi. À, dù là mình do là mình xinh đẹp mà anh chị, mình thông minh, à, họ ra cho cái thói quen của người không thành công các anh chị nha. Đấy anh chị à, nên là nhưng mà các anh chị chúng ta có cần quan tâm không? Không, à, không cần nha các anh chị ha. Mình phải tập trung vào chính mình, nhưng mà không, tại vì sao mình không thể nào mình ép người khác giúp mình được à. Hay là trời ơi, anh chị ơi, anh chị thích con đi, anh chị thích con đi, thì chị giúp cho con chị thành công, giúp con chị này, giúp con chị kia à. Không, anh chị không cần phải làm như vậy, tại vì người ta không có cái nhu cầu để thành công đâu anh chị ha. Hay là người ta không có cái nhu cầu, một cái nhu cầu gì đó mà tôi đang cung cấp được không ạ? À, đấy thì anh chị nếu như mà không, chị không tin em thì có thể thử, chị lên lên Google, anh chị thử bấm cái tên của những cái người nổi tiếng, anh chị xem là đằng sau có chữ gì, à, đằng sau xem có chữ gì, thì cái bếp anh chị biết mà bếp tại Nhật Bản là à, cái người cống hiến cho Việt Nam, chị cho nước Việt Nam rất là nhiều đúng không? Và bấm ra đằng sau là
Không. Họ không có theo chị là những cái điều theo chị họ thì chúng ta đều sống ở trên cái đất này hay chung một cái vũ trụ đi, thì có tất cả các quy luật vũ trụ mà mình không né được các chị nha. Nếu như họ không biết những cái quy luật này, họ không có sống đúng luật á, thì liệu vũ trụ có họ sẵn cho họ trở nên giàu có hay không? Giàu có là cái người giàu nhất trên thiên không, đúng không? Đó, anh chị nhớ nha, tiền á không tốt và cũng không xấu anh chị, mà nó tốt hay là xấu phụ thuộc vào cái người sử dụng cái đồng tiền đó là họ dùng cái gì. Tức là tiền nó không có tốt anh chị ơi, không tốt không xấu. Nên là một số anh chị bảo là do người giàu á mà làm người giàu, do là giàu có quá nên là thay đổi bản chất. Không đâu các anh chị, tiền chỉ phóng đại lên tính cách của người đang người cái người đó thôi, cái người cái phóng phóng đại lên cái tính cách người đó đang có thôi. Vũ trụ á đã cho cái người thành công và giàu có đó thì tiền của anh chị là đang giao cho họ cái sứ mệnh nào đó anh chị nha. Vũ trụ chọn người để giao sứ mệnh thôi. Nên bây giờ nếu mà họ có nhiều tiền thôi mà họ không phải là cái người tốt thì họ làm hại những người khác. Còn nếu mà họ là người tốt và họ có nhiều tiền hơn thì sao, là họ sẽ giúp ích được cho xã hội anh chị nha. Nên cái việc của chúng ta có fan và anti fan anh chị nha là cái chuyện hết sức bình thường, đúng không ạ? À, không phải là ép người ta giúp ích mình được đâu anh chị, đúng không ạ? Nên là mình là người đây đó là mình. Nếu mà mình thích đó và cũng mang nhiều hơn cơ chế của tỉnh thức thích ho mà đấy, nên là còn cái người mà nếu mà mình với những cái người mà không thành công thì sao, họ có cái xu hướng là gia cô với người khác chứ không, thì tỉnh thức chỉ nghĩ là cái điều này chủ nhân mình không thích thì sao sẽ không cho chủ nhân mình. Cho nên là anh chị thấy là những cái người mà không thích những người giàu thì họ không giàu được ha, không thích người thành công mà không thành công được là như vậy đó anh chị. Tất cả là nó không có cơ chế mà khoa học ở đây cho anh chị nha. Vậy thì chúng ta anh chị thì chúng ta còn làm gì?
chị nhớ làm theo cái sự hướng dẫn của người bạn, sự hướng dẫn của câu lạc bộ của mình, người bạn đang hướng dẫn cho mình, thì các anh chị hãy cái livestream các anh chị, đây là một cái cách để các anh chị gia tăng tư duy mình đó. Hàng năm khi mà anh chị gia tăng tư duy, anh chị gia tăng giá trị nội tại của mình á, thì anh chị cũng trao cái điều đó cho cộng đồng đó. Trao cho cộng đồng ở đối với các anh chị như thế nào, anh chị hãy học tập và có cái điều gì hay thì anh chị có thể chia sẻ hoặc các tế nhị hay cho những cái người bạn còn đó. Anh chị lan tỏa cái giá trị mà anh chị nhận được đấy, đó là cái việc trao giá trị cho cộng đồng đó anh chị. Và còn cái này tăng tương như gốc rễ thì sao, anh chị biết là anh chị học viên cũng có học bộ, anh chị làm anh chị ứng dụng đúng không ạ, thì sao ạ, thì cái kết quả thì tự nhiên thì làm đúng như là của vũ trụ thì tiền đâm tiền về với anh chị thôi. Chúng ta đang vận hành đúng theo quy luật của vũ trụ mà anh chị, đó là quy luật cân bằng đó. Thu nhập của bạn thì bằng giá trị nội tại của bạn, bằng tư duy gốc rễ của bạn, cộng với giá trị bằng cho cộng đồng. Cho nên là muốn cho thế mà thu nhập tăng thì sao, thì anh chị phải tăng cái giá trị nội tại của mình lên, phải tăng cái tư duy gốc rễ cộng với cái giá trị mà mình trao cho cộng đồng, thì tự nhiên là cái bên đây nó tăng thì bên đây nó cũng tăng theo và tiền nó cao đúng không ạ. Rồi rất là tuyệt vời, cảm ơn biết ơn các chị đã đồng hành cùng Thư cho các chị chia sẻ buổi ôn tập ngày hai các chị nha, rất là biết ơn và cảm ơn các chị. Rồi Thư cũng xin chia sẻ một chút là câu lạc bộ chúng ta có một cái chương trình rất là đặc biệt trong tháng 12 này các chị, đó là một cái chương trình để giúp cho các chị khai phá cái người tiêu dùng bên trong của mình các chị. Thứ hai này thì câu lạc bộ nhóm người nữ sẽ được làm cái chương trình mà để giúp cho các chị bứt phá mình lên và có một cái tâm công an đấy rất là tuyệt vời luôn, đó là quy trình chuyển xe và quy trình tái chất phát động các chị nha. Là một cái quy trình để cho các chị chiến thắng con người cũ của mình, khai phá được cái sức mạnh tiêu dùng bên trong của mình trong chị nha. Và nó rất là tuyệt vời. Những ngày tiếp phải chính chính anh chị phải là cái người trực tiếp trải nghiệm trên cơ thể của anh chị, sau đó là anh chị vượt qua rồi anh chị ứng dụng cho mọi cái trong cuộc sống của anh chị nha. Cái mục tiêu những cái vấn đề, tại vì khi mà anh chị vượt qua rồi anh chị có một cái niềm tin rất là lớn là chính mình và tiềm thức của mình các chị, thì anh chị cái chuyện gì anh chị cũng làm được hết đó đấy chị nha. Rồi rất là tuyệt vời, cảm ơn và các biết ơn các chị đã đồng hành bản thân và trong chị phát này tôi xin gửi lời chúc cho các chị thành công và các phúc trọn vẹn ngày các chị thức dậy trong tương lai. Xin chào.